cảm ơn. Cảm ơn. Blablabla, pure tu, io anche lo blablabla, lui è stretto però. Se vuoi mi mette lo stringo, perché lui mi fa stare stretto. È venuto male. È venuto male. Vabbè, senti. Ok. Ho fatto una ciotolina dell'acqua. Oh no! No, frena, frena. Oh no! Caruso! Ci vuole dottore! Chiamare dottore! Chiamare dottore! Manca qualcuno ancora. Tám giờ sáng sau khi ăn sáng buffet tại khách sạn ở trung tâm phố cổ Hà Nội, đoàn khách Ý 16 người lên xe đi thẳng đến làng gốm Bát Tràng, cách trung tâm phố cổ là 14 km, dọc theo triền đê trên bờ sông Hồng rất là đẹp. Sau 30 phút đoàn chúng tôi đã đến điểm dừng đầu tiên là bảo tàng trưng bày sản phẩm ứng dụng nghệ thuật gốm sứ hoàn toàn từ thủ công bởi những người ở Bát Tràng làm nên. Chúng được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi trưng bày ở đây. Vâng, đây là tầng một đứa đá chơi cả rất rộng, nhìn màu đẹp thế, rộng primavera estate autunno. Sai come bellissimo. Il colore della propria mente. Sì. Sì, c'è la fabbrica di sopra. No. Anh ơi, cái gốm này bây giờ mình đốt lò bằng cái lò ga này thì là bao nhiêu thời gian, thì là từ lúc vào và lúc ra anh? Khoảng 15 tiếng. 15 tiếng. Allora motorino, signore foto. Nuovo Venice, nuovo tecnologia. Ah.
Khoảng 20 phút sau, điểm dừng thứ hai là khu trung tâm làng Bát Tràng, đi bộ thăm các hoạt động trong làng, thăm chợ quê và chúng tôi ăn nếm món bánh trôi, bánh chay và hoa quả. Đi cùng đoàn chúng tôi có một cô hướng dẫn viên tại điểm ở địa phương để thăm xưởng gốm nghệ thuật lớn nhất Bát Tràng. Come è? Sino sesamo e riso specialità profumato e miele della zucchero. Buono? Salve. Prego a assaggiare? No, grazie. No? Allora, nuovo tecno, zanzare, va via tutti, eh? Đó là văn hóa, là văn hóa thật của người Việt mà. Quả này bao tiền cân chứ? 20.000. Còn quả này? 20.000. Chị cho em 2 quả, 3 quả. Hello. Rồi. Fruta del drago. Hello, hello. Hello, 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 hello. Đi cùng đoàn chúng tôi có một cô hướng dẫn viên tại điểm ở địa phương để thăm xưởng gốm nghệ thuật lớn nhất Bát Tràng, cùng học làm gốm. Giá vé là 150.000 đồng cả công hướng dẫn mỗi người, cả công dạy cách tạo hình gốm và vẽ gốm sứ. Du khách được chiêm ngưỡng bởi những thợ thủ công đạt trình độ nghệ sĩ sáng tạo, điêu luyện, mỗi người làm chuyên một khâu khác nhau, từ tuyển đất sét, đất thó, lọc nhào nặn, tạo khuôn, vuốt tạo hình, phơi khô và tô vẽ tráng men, hình nổi phù điêu. Rất nhiều công đoạn khác nhau, rồi đốt trong lò ga. Cách đây khoảng 20 năm, làng gốm Bát Tràng đã dùng ga để nung gốm sứ. Nó sẽ đỡ được cái sự nứt nẻ, cong vênh và sai màu. Trước đây làng gốm Bát Tràng thường dùng than quặng hoặc than củi để đốt lò, nên cần những người thợ làm nghề lâu năm có kinh nghiệm. Nếu không muốn gốm bị quá lửa hay non lửa, làm gốm cũng cong vênh nứt nẻ. Làm gốm Bát Tràng có từ hàng nghìn năm trước, khi mà thành Thăng Long bên kia sông xây dựng phát triển, trải qua hàng nghìn thế hệ sinh sống giao lưu với thế giới. Làm gốm Bát Tràng cập nhật đổi mới nhưng vẫn giữ được phong cách và chất lượng riêng không thể lẫn vào đâu. Có những người đỗ đạt tiến sĩ, giáo sư, thạc sĩ mỹ thuật tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, lý luận về văn hóa thẩm mỹ, kiến trúc sư cũng được sinh ra từ làng nghề Bát Tràng này. Ngày nay hội nhập và phát triển kinh tế xã hội, làng nghề như được lột xác thành khu đô thị ven đô của Hà Nội. Đây, em lấy một cái. Anh lấy cái sợi đuôi solen. Đúng không? Giống như hai chị em nhỉ? Okay.
hỏa. Hồng hỏa. Cái sự không hoàn thiện là chưa trau chuốt này nó mới tự nhiên nó mới đẹp. Sâu. Vedi loro mettono vernice colore. Đây được gì? Rồi nó cái lò này là của nhà chú ấy luôn à? Adesso tình đèn ngay chồng đa rất là nhiều cúp luôn quán thì có vào đi vào nha. Mondiale. Đẹp không ạ? Đẹp không ạ?
Ô, thế này hôm nào cho bọn trẻ con sang đây tô cùng mấy mẹ. Tô ở đây rất đẹp mà. Mấy người trẻ to này nhờ. Đây là làng gốc luôn đấy. À thế. Friendly à? Chú ạ. À, chào anh. Thế là người nước nào đấy? Người Italia chú ạ. Italia. Vâng. Quá sừng sừng chú. Mà. Alo ra chê. Nhà cổ à em? Ừ, đang đi cùng đoàn để lần sau nhá. Nhà đẹp quá, cảm ơn. Vedi questa mura di casa antica? Sono case, no? Appartamenti. Casa, casa. Ven. Sì, casa. Quei tempio. Tháng 2 à? Ờ, dầm tháng 2 là 3 ngày 14, 15, 16 là cúng thần hoàng sinh nhân nơi đất làm gốm ở đây. À. Ờ, ông tổ là nghề đấy. Alo. Cô hướng dẫn viên địa phương đưa đoàn chúng tôi thăm qua ngôi đình cổ thờ thần hoàng làm và các vị tổ nghề gốm sứ của làng. Chúng tôi đi len lỏi qua các ngõ ngách mà cách đây 15 năm còn toàn là than trộn bùn đắp lên tường để phơi khô. Nhìn rất là lem luốc, toàn màu đen và trắng. Hello. Hi. Ci stanno aspettando. Đến phần tô vẽ gốm thì đối với người Ý thì bản năng vẽ và cảm thụ thẩm mỹ rất tốt, bởi một nền văn hóa phục hưng là mã phát triển nhất châu Âu về điêu khắc, kiến trúc, hội họa, thời trang vân vân. Các bạn vẽ xong có thể mang về hoặc thuê người ta nung thành gốm sứ rồi lấy sau.
ti sono di 30 proprio. Ah, mi capisco, sono fuori, se lo puoi fare. L'unica cosa è che non hai Patrick Swayze dietro, però questo si drizza. Questo avrei sempre voluto sapere. Anche io. Ah! Avanti, avanti. Sono bravissima. Vai, vai, vai. C'è per tutti. Vedi che c'è. Em ơi, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Em ơi, khách hỏi nhà vệ sinh đâu? Sì, phone. Đến phần tạo hình trong thực hành nặn, nặn tạo hình gốm thì đòi hỏi một tay nghề nhất định, 30% đạt. Tuy nhiên do thời gian ít nên 70% là bỏ cuộc. Giá trị mang lại là niềm vui bất tận, trải nghiệm mới và sự tiềm ẩn đằng sau là sự tôn trọng những nghệ nhân như những nghệ sĩ tạo hình thực thụ. Qua đây mọi người đã thấu hiểu về vì sao các bé mới học làm bất kể việc gì cũng cần có sự thông cảm và cần có thêm thời gian để tôi luyện. Kết thúc một buổi sáng hơn nửa ngày. Tu giro. Io giro. Aspetta, mi metto un po' nel. Lo stiamo celebrando, ok, ma è diventato un portauomo. Dove non la vuoi a girare più quel coccio. Detto così. Hai visto se vai. Fai tu, giro io. Bagna le mani, vai io ti giro. Meraviglioso, adesso questo. Non giraste qui. Okay. Ehi, qua, e qua. Gira, gira. No. È tutto da solo. Gira. Ah, bagna, bagna le mani. Subito. Io l'avevo slabrato. Grande! Dai, Petro, però, gira forte anche. Hai messo l'acqua anche qua, Ah, sì? Sì. Non troppo.
Qual è il centrale? I pantaloni da tutto, spero. Io devo girare tanto e tu devi star ferma con la mano. Ma guarda le mani che sono inguardabili, non so se avete visto. E delle toba. Tu l'hai slabbrato pure tu, io anche l'ho slabbrato, lui è stretto però. Se vuoi mi mette lo stringo, perché lui mi fa stare stretto. È venuto male. È venuto male. Ma la mossa sta prendendo. Vabbè, senti. Devi girare. Io. Ok. Ho fatto una ciotolina per l'acqua. Oh no! Oh no! Frena! Oh no! Caruso! Ci vuole dottore! Chiamare dottore! Chiamare dottore! Quello vuole devo fare. Devo fare il sottovaso che mi serve per la pianta. Un sottovaso vuole fare, non so come si dice. Prendi altra cosa. Ha chiamato tutto il villaggio, l'arrivo a vederti. Io di qua un po'. Ok, fermala. Buổi chiều chúng tôi thăm một số như chùa Trấn Quốc, hôm sau chúng tôi thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, đền chùa Trấn Quốc này, rồi Văn Miếu, thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, đi bộ phố cổ, ngắm 36 phố phường, nhà thờ lớn nhất Hà Nội, thăm đường ray tàu hỏa chạy ngang qua phố cổ, thăm đền Ngọc Sơn. Cuối ngày chúng tôi đi ăn nếm các món ăn trên các quán bún street food. Phần này video không còn nhiều thời gian nên chúng tôi sẽ hẹn làm chi tiết vào các kỳ sau kỹ hơn. Kính mong quý vị ủng hộ và đóng góp, trân trọng cảm ơn quý khán giả. Bellissimo. Bello questo. Why just get them on? Della lavatrice. Chi vuole foto prima? Vai foto prima. Street food.
Allora, luna piena e vento. Immaginare qui, caldo, caldissimo così, la notte vicino a acqua così. Fresca, no? C'è luna piena, poi c'è vento, l'aria fresca, romantica. C'è solo due parole. Luna piena e vento. Se un coppia passa di qua, che succede? Romantica, vero? Ah, perché sì. Va bene, bene. Viva! Questo teatro marionette su acqua? Prendi tutti! Buono? Buono? Ok, come on, yeah. Thank you! Buono profumato! Addio!